Công ty do thám tư nhân Anomalisic của Mỹ đang cung cấp cho quân đội Anh dữ liệu thu thập bất hợp pháp từ điện thoại di động để hỗ trợ công tác lên kế hoạch cho các vụ tấn công và ám sát ở Ukraine. Đó là thông tin do trang báo chí điều tra Grey Zone của Mỹ đăng tải hôm 3 tháng 1 dựa trên số tài liệu bị rò rỉ về hoạt động này. Công ty Anomalisic được cho là đã thu thập dữ liệu một cách bất hợp pháp từ các điện thoại di động ở Nga và Ukraine. Quân đội Anh sử dụng số dữ liệu này cho việc hoạch định các đợt phản công và tấn công bằng pháo binh, ám sát và những biện pháp quân sự khác. Trước đó, Grey Zone cũng đưa tin các nhân viên của hãng Anomalisic biết rằng họ đang khai thác thông tin một cách bất hợp pháp thông qua mã tích hợp bên trong những ứng dụng phổ biến được cài đặt trên điện thoại. Phía quân đội và tình báo Anh bị cấm khai thác dữ liệu trên, nhưng theo báo cáo mới nhất, một công ty quân sự tư nhân Anh là Preview Partners chịu trách nhiệm chuyển giao dữ liệu từ Anomalisic cho họ. Sự sắp xếp này cho phép chính phủ Anh lách được lệnh cấm để tiếp cận thông tin thời gian thực, gần thời gian thực của việc bố trí lực lượng, trang thiết bị và vật liệu sát thương của Nga và chuyển cho Kiev. Trong khi Mỹ cho hay vẫn giới hạn việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, Anh chưa hề thừa nhận bất kỳ giới hạn nào đối với dữ liệu cung cấp cho Kiev. Theo hãng RT, Preview Partners được cho đang hỗ trợ cơ quan an ninh Ukraine SBU xây dựng một thế lực quân sự ngầm. Một trong những thành viên sáng lập thế lực này bị cho là đã can dự vào việc lên kế hoạch vụ đánh bom cầu Crimea vào hồi tháng 9 năm 2022. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.